Hey Khang, hôm nay hai anh em tụi em là vô cái vườn khóm để mà chặt khóm rồi làm cái clip quay lại cho thầy nha thầy. Xin giới thiệu với thầy, đây là những cánh đồng khóm ở Tân Phước. Thì một cái luống khóm như vậy thì là 3 năm là người ta sẽ bỏ cái lượng khóm dư này. Bây giờ em sẽ lấy cái lượng khóm dư này và em chặt cây gốc đem về để cho thầy nghiên cứu nha thầy. Thầy nhớ theo dõi kỹ kỹ clip nghe thầy ơi. Dạ, chơi sát gốc em luôn. Đúng rồi. Đó, hợp lý. Này của anh Hùng mà đâu phải của mình đâu. Cây nhỏ cây bự gì cũng cây à. Được rồi, chè cây được rồi, làm kiểu thôi mà. Đằng kia sáng nó chặt rồi. Đó, 10.000 cây á. Đó, vậy là hợp lý đó, cây mà cắt vậy là hợp lý rồi đó. Rồi, anh qua đây với em đi. Hên có mấy anh ở đây. Cái máy đó mà mỗi lần mà muốn làm cho nó nổ cái mình quay. À, bây giờ cái cây khóm. Cái cây khóm này bây giờ có cái đất, bây giờ loại bớt cái đất. À, như vậy là cái phần cây khóm cũng có cái gốc cùi này luôn nha thầy ha. Chào cái này giờ sao bỏ vô bao anh? Gốc khá cứng nè. Mà nó còn cứng này là cái gốc của cái cây khóm già là nó còn cứng hơn nữa thầy. Cứng dữ vậy mình. Cứng. Cái này cây cũng hơi á. Giờ sao ta mình bỏ vô bao à? Bao này bỏ cho hết. Cắt chưa? Thôi thằng cầm cái đi Bình ơi. Rồi bây giờ tôi em đem về. Đem về bỏ vô máy xay cho nó như xem nó như thế nào đây. Rồi em cầm hai cái đó đi. Rồi được rồi. Dạ thưa thầy, đây là cái đống khóm đã được xay nhuyễn ra đây, nhưng mà do cái máy xay của em nó xay cái này không nhuyễn được, và cách tụi em ủ là tụi em cho vào trong một cái phi xanh như vậy nha thầy. Đây là anh Bình đẹp trai của em, anh Bình là đang xịt đại đây luôn đi anh, xịt đại lên đây luôn. Này là cái men, này là cái men em nha thầy, em đã ủ sau đó sau 5-7 ngày rồi đó thầy. Đó, giờ em xịt lên đây và em vô đây thì bây giờ em cứ để một lớp khoảng chừng 20-30 cm, xong đó em rắc muối bọt lên rồi em lại cho cái này vào. Khoan anh ơi, khoan đi để mình lấy thêm này nè anh, giọng này xuống đó. À đây thầy đó. Bây giờ tiếp theo là em bắt đầu em nện cái này xuống cho nó chặt xuống. Dạ đúng rồi đó, anh chặt xuống. Đây rồi. Và sau đó rắc muối vào và cho thêm lớp men, rồi bắt đầu cho thêm một miếng khác vào. Dạ, tụi em cứ tuần tự như vậy và bỏ vào, gom vào, rồi bỏ vào phi rồi xịt men. Hôm nay em thuê thạc sĩ nông lâm về làm nghiên cứu cho cái đề tài cấp quốc gia, ứng dụng làm cái thức ăn ủ men vi sinh cho bò, sử dụng cái nguồn thân cây khóm
là những phế phụ phẩm bỏ đi của vùng Tân Phước. Thì Tân Phước là một trong những vùng đất phèn, trồng rất là ít cây ăn trái có thể được trồng trên vùng đất này, đặc biệt là cây khóm thì là một cái cây mà sinh ra nhiều cái lợi nhuận kinh tế cho bà con tại vùng Tân Phước của Tiền Giang. Nhưng mà bên cạnh cái trái khóm thì cái lượng phế phụ phẩm từ cái thân cây khóm thì sau 3 năm người ta trồng đó thì bắt đầu người ta mới bỏ đi rất nhiều. Thì đây là một cái lượng phế phụ phẩm bỏ đi mà nếu chúng ta có thể ứng dụng được vào trong chăn nuôi để ủ chua và làm thức ăn cho bò thì hy vọng đây là một trong những cái sáng tạo của Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung để phát triển cái ngành chăn nuôi của Việt Nam mình càng ngày thêm nữa, với sự cố vấn của giáo sư tiến sĩ Khang của Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bắt đầu giờ chúng ta xịt men vào. Dạ, dạ. Men này thì được em ủ trong vòng 5 tới 7 ngày, gồm có cái nhóm men xử lý cellulo, rồi một nhóm cái OEM và một cái gì quên mất rồi thầy ơi. Để bữa nào em đưa thầy xem ba cái nhóm mà em ủ, trong đó có cái OEM của cô gì đó mà thầy giới thiệu nha thầy. Cô Thiên Hoàng. Dạ. Cô Thiên Hoàng. Dạ cô Thiên Hoàng. Đó thầy. Dạ đây. Dạ rồi. Vậy nhớ thầy. Em phụ anh Bình chứ để anh Bình chửi em chết. Hỏi thêm gì đâu. Trời ơi. Lo gì chuyện. Chắc phải làm thêm mớ cỡ đó nữa quá hả? Phải sợ quá. Hả? Sợ gì? Giờ bỏ cái jumbo vô nữa chứ giờ sao? Rồi họ đổ qua hốt đi như vậy nữa. Nửa bình. Nản thiệt nản. Để có một cái clip cho thầy là tụi em vất vả như vậy nè, thầy thấy không thầy? Thầy thấy không thầy? Thấy không thầy? Thấy không thầy? Hả? Cái gì vậy vậy? Cái máy hả? Nói những thằng đó là những thằng thông minh vậy. Những người lớn tuổi. Hả? Thank you.
Mũi bỏ vô chưa? Hả? Mũi bỏ vô chưa? Hai xô nữa đẩy gì? Đẩy đầy mới được. Không đầy là không thành công.
tiếng ra tiền được không? Cái đầu này cái đầu mà về là em chặt nữa đó hả? Cái này đi. Con này là mấy gì? Nè. Hả? Dục qua đấy. Không có nào ngon hết á. Cái này toàn là dân gì đâu không à. Nè, nó thử rồi. Hả? Nó đem về lắc mưa lắm kìa. Làm gơm mặt cái lá này đi. Đó, cái tay nó rất nhạt luôn. Mà tay em chứ không rác quá. Làm nhà nước.
tiến sĩ Bình đã làm xong cái bồn sai khóm, thân cây khóm với lại ủ với men vi sinh và muối. À, dạ đây đã xong, bây giờ bắt đầu tiến hành đậy nắp ủ. Rồi mời anh Bình làm, để cái bao nó lên. Rồi gấp đôi lại, gấp không gấp, gấp đôi lại đi, hồi còn cái nữa, gấp đôi lại ém vô. Đúng rồi, gấp đôi lại ém vô, đúng rồi. Đó. À, công nhân này không có tiền trả. Đúng rồi, ém vô cho chặt vô. Đúng rồi đó. Đó, ém vô. Đó. Đúng rồi, rồi. Rồi, sau đó lấy một ít vi sinh xịt lên trên cái nắp đó. Xịt lên, ướt lên cái thành đó. Đó. Đây là đề tài nghiên cứu mở cái đó ra cho nó đỡ phải bị ấy đó. Trời ơi đó. Rồi rồi, ok rồi, được rồi, được rồi, ướt cái ướt sơ qua được rồi. Rồi bắt đầu mới để cái tấm kia lên. Đúng rồi, bậy bậy trời, trùm qua luôn, trùm hết, bậy bậy, không phải, không phải, mở ra, đúng rồi, để cho nó dùng ở giữa, gom cho nó dùng ở giữa, là dùng, dùng ở giữa nó dùng mới được, đúng rồi, gom gom vô vậy đó. Gom, gom. Vô, cần vô. Không không, cái này không có, rồi rồi, rồi anh để kia lên đi. Rồi ép xuống. Rồi ok. Rồi anh leo lên. Anh leo lên đứng lên. Leo đứng lên thì mới đạp vô được.